Đánh theo một chiều và đánh liên tục. Các em sẽ phải đánh bông tay một chút để cho không khí nó vào. Không khí nó vào nó sẽ làm cho cái sốt của chúng ta là bông hơn. Nghiêng cái bát đi. Đánh cao tay lên. Các bạn cứ tưởng tượng khi bạn đánh bông trứng như thế nào thì bạn sẽ thao tác nó như vậy. Cô phải dùng cả tay trái vì tay phải rất là mỏi. Mình riêng tay phải nó rất là mỏi. Cho dù em dùng tay trái tay phải thì em phải đảo theo đúng một chiều thôi, không đảo chiều ngược lại. Các bạn sẽ đánh khi nào cảm giác nó bông nó chắc lại, nó đóng quyện lại giống như cái sốt mai nê của chúng ta thì là được. Rồi cô sẽ thêm vào đây một chút dầu ăn nữa. Trung bình của chúng ta là sẽ dùng mất khoảng tầm 60ml dầu ăn. Rồi cô lại tiếp tục đánh lên. Rồi, sốt của chúng ta đã tương đối là sánh rồi. Em có thể nhìn đấy ạ. Cái sốt của nó tương đối là sánh nhuyễn và nó tên bọt trắng này. Đó, màu trắng trắng rồi đây này. Đó, là gần như là nó ổn rồi. Rồi, cô sẽ đặt vào đây. Có một chút bấm vào người. Cô sẽ đặt cái này ra một cái đĩa lót để cho nó đỡ bẩn.
Có một chút sốt là bắn ra ngoài, cô sẽ phải làm sạch cái bàn của cô. Sau khi cô đã thao tác sốt xong thì cô sẽ để nó ra đây. Được chưa nào? Cô sẽ để ra bên cạnh. Và cô sẽ lần lượt theo các cái bước của chúng ta. Có được không? Bạn nào đang thao tác rồi ạ? Bạn Linh vừa rồi phát biểu à? Bây giờ nhá, cô sẽ cho vào đây này. Tỏi này. Tỏi băm các em ạ. Tỏi băm này. Cô cho vào đây này, cà thu nhá. Rồi cô sẽ bớt lại ở đây là 1/3 để chút xíu nữa cô sẽ làm cái trang trí. Cá thu này, ok. Rồi muối tiêu một chút này, muối tiêu, một chút dầu ô liu nữa này, một chút mù tạt nữa này, một chút mù tạt vàng nữa này. Rồi, thêm một chút dầu ăn này. Đó. Rồi, và sau đây là cô sẽ cho vào đây cô nghiền này. Cô sẽ nghiền vụn cái hỗn hợp này. Cô cho một chút sốt mayonnaise vào đây nữa. Cá không còn làm sao nữa. Cá này, dầu ăn này, cộng với cả tỏi này, với cả muối tiêu này một chút này. Cô chỉ cho một chút vào thôi. Muối tiêu cô chỉ cho vào một cái bốc nhỏ này thôi này. Đó, tức là các em sẽ phải nghe vị theo tùy theo vị của mình nhá. Thế nhưng mà cô chỉ cho vào khoảng tầm độ 5 gram thôi. Vì trong sốt thì cô đánh cũng đã vừa rồi, cô cũng cho thêm cả cái muối tiêu rồi. Cái mù tạc cô cho này, mù tạc còn có vị khá là đậm. Nên là chúng ta cũng chỉ ước chừng thôi, cho vừa phải cho tí nữa xíu nữa chúng ta mà nhạt thì ta sẽ rắc thêm chút muối. Ở trong một trong những cái đặc điểm của món ăn đâu là họ không sử dụng cái gia vị hoặc là nước mắm mà họ chủ yếu là chỉ sử dụng muối tiêu thôi nhá. Đó. Các bạn sẽ nghiền trộn cái hỗn hợp là bao gồm có cá này. Đó. Cộng với một phần trứng nho nhỏ, cái trứng mà các bạn bổ ra các bạn lấy một nửa quả để các bạn cho vào trong cái ấy làm trang trí đấy ạ. Để là cuối cùng để làm trang trí thì các bạn sẽ dùng một nửa còn lại, các bạn sẽ lấy 1/4 của quả trứng đó, các bạn cho vào, các bạn nghiền cùng với sốt nhá. Đó, trứng này to một chút trứng này, có một muỗng tỏi này, một chút muối tiêu này, cá thu này, đó, cộng với cả một chút dầu ăn đó. Và cô sẽ trộn đều lên. Còn các em hiện tại đang không có cái sốt đánh giống của cô ấy thì các em sẽ dùng sốt mayonnaise. Các em cho vào trong này khoảng tầm độ 20g sốt mayonnaise nhá. Sốt mayonnaise các em cho vào khoảng 20 đến 30g sốt mayonnaise. Đó, chúng ta sẽ trộn đều lên tạo thành một cái hỗn hợp sốt này. Đó. Rồi cô cho thêm cái sốt của cô vừa đánh vào này. Cứ đợi cô đánh tương đối này. Rồi. Rồi chúng ta sẽ để đây. Và sau bây giờ thì cô sẽ trộn rau vào nhé. Rau cô đã chuẩn bị đây rồi này. Cô sẽ cho vào trong này, cô trộn này. Rau xà lách của mình ấy, xà lách của mình đấy. Mình sẽ trộn cái phần rau này vào đây. Ở chỗ này cô đang làm một suất, cô sẽ cho vào 1/2 cái rau này thôi. Đó. Rồi.
cô sẽ trộn đều lên, đảo trộn rau ở bên trong thố thì các em sẽ trộn theo kiểu chúng ta đảo sát vào cạnh nhé, chúng ta hất nó lên đó, chứ chúng ta không đảo cái rau này, cái tay chúng ta không nên đảo xoáy tròn và đảo nó sẽ bị nghiền nát. Phải cho này không cô? Ơi phải cho này không ạ? Cho cái gì em? Cô đang không nhìn rõ, cô đang ghi màn hình của cô, đây được cô xem nào. Đâu? À, của Thùy Linh đây là cái gì đây ạ? Và Thùy Linh, cái mà bạn đang cầm là cái gì đây ạ? Cái kiểu như là mù tạc thế sao? À, mù tạc vàng đúng không? Có. Tức là nó sẽ có mù tạc vàng này, nó có dầu ô liu này, nó có tỏi bằm này, có cá này, có sốt mayonnaise. Nếu như các em không đánh được sốt, tự đánh ra sốt, các em dùng sốt làm sẵn cũng được, là sốt mayonnaise ở bên trong đó nhá. Các em cho vào đây này, cộng với cả các em cho vào đây thêm một chút muối tiêu, và các em cho thêm vào là cái bột pho mai parmesan đấy ạ. Đó, và các em sẽ đảo. Khi mà cho rau xà lách và các em đảo thì nhớ là chúng ta đưa cái thìa ngoài xuống phía dưới đáy, đưa xuống phía dưới đáy của cái bát thố của chúng ta, để chúng ta đưa lên chúng ta trộn, chứ chúng ta không có đảo đi đảo lại xoáy tròn, nó sẽ bị lát thìa rau của chúng ta nhá. Đó. Rồi, sau đó cô sẽ cho vào đây một ít bánh mì cốt tông. Bánh mì cốt tông này. Rồi, 1/2 thôi. Đó. Sau đó thì cô tiếp tục cô đảo đều lên. Phô mát bên răng nãy cô cho một thìa nhỏ rồi, bây giờ cô cho thêm một phần nhỏ nữa này. Đó. Rồi. Rồi tương đối rồi đó. Và sau đó bây giờ thì cô sẽ lấy cái đĩa lên, kiểm tra vệ sinh của đĩa này. Sau đó cô sẽ bày ra cái chảo đĩa của cô. Đây. Cô sẽ cho ra đây, cho ra đĩa này. Và sau khi mà cô đã trộn, cô cho ra đĩa xong rồi thì cô sẽ cho vào đây thêm, đó là phần cá thu mà cô bớt lại lúc đầu. Cá thu cô bớt lại 1/3 đấy ạ. Đó. Thì cô sẽ cho vào đây lên trên đỉnh của cái đĩa để cô trang trí này. Đó. Đấy nhá. Rồi sau đó thì cô lại tiếp tục cho thêm một vài miếng bánh mì cốt tông vào đúng những vị trí mà mình muốn bày đấy ạ. Cô ta cho ra xung quanh của cái đĩa của cô. Đây. Cô đặt nó vào xung quanh cái phần đĩa của cô này. Đấy, bày mỗi góc một vài miếng bánh mì cho nó tạo điểm nhấn, vì trên một cái nền rau màu xanh xong còn những miếng bánh mì màu vàng vàng đấy ạ, nó sẽ rất là nổi bật. Rồi, tiếp theo đó là cô sẽ rắc thêm một chút cái phô mai bào. Phô mai bột phô mát đấy ạ. Bột phô mát cô sẽ rắc lên phía trên. Rắc làm sao để cho nó vương ra cái phần đĩa, nó cao cao lên một chút xíu để cho nó vương ra các cái phần đĩa này. Đó. Rồi, nhất trí. Ok. Đó. Và bây giờ thì cô sẽ lấy miếng trứng vừa rồi của cô. Đây. Cô sẽ dùng miếng trứng mà cô đã để ra đấy ạ. Để cô trang trí, cô đặt lên phía trên này. Rồi.
đặt lên phía trên. Rồi. Và các cái miếng trứng còn lại đó con sẽ xếp luôn bên cạnh của cái đĩa để tạo những điểm nhấn. Và cô đã hoàn thiện, và bây giờ cuối cùng đó là cô sẽ lật cái mặt khăn sạch ra, cô sẽ lau xung quanh cái phần đĩa của cô, những cái phần nào nó vương vương ra đúng không ạ, đây cô rắc pha ma này có bị vương ra, cô sẽ lau nó đi này đó. Rồi, và đây chính là sản phẩm của chúng ta, các em có quan sát được không ạ? Đây là đĩa salad mà cô vừa thao tác ra, sốt là do mình đánh ra này. Rồi sau đó là gì ạ?